Với tiêu đề "Đừng lựa chọn sự tuyệt chủng", một video gây ấn tượng thị giác về vấn đề biến đổi khí hậu, cùng với đó là một thông điệp đầy thuyết phục với bài phát biểu của một nhân vật mà ít ai có thể ngờ tới. Đây là video vừa được công chiếu của Liên Hợp Quốc nằm trong chiến dịch nâng cao nhận thức về môi trường. Sự xuất hiện của loài động vật đã tuyệt chủng này khiến cho ai nấy cũng phải ngỡ ngàng. You okay? Và rồi, nó nói tiếng Anh. You need a minute? Cool. Okay. Đứng vào bục phát biểu của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Mọi người hãy chú ý lắng nghe. Ngay lúc này, bạn có những cơ hội lớn khi tái xây dựng nền kinh tế và thoát khỏi đại dịch này. Đây là cơ hội lớn của nhân loại. Vì thế, đừng chọn sự tuyệt chủng. Hãy cứu giống loài của bạn trước khi quá muộn. Tôi biết rất rõ hai điều về sự tuyệt chủng để nói cho các bạn nghe. Các bạn biết rõ là tuyệt chủng là điều tồi tệ và tự khiến cho mình trở nên tuyệt chủng trong vòng 70 triệu năm. Đó là điều nhảm nhí nhất mà tôi từng nghe. Ít nhất là loài khủng long chúng tôi bị tuyệt chủng vì các thiên thạch. Nhưng lời bào chữa cho sự tuyệt chủng của các bạn là gì? Bạn đang đứng trước một thảm họa khí hậu. Nhưng hàng năm các chính phủ chi hàng trăm tỷ công quỹ cho các khoản trợ cấp nhiên liệu hóa thạch. Hãy tưởng tượng, điều đó giống như bạn đã chi hàng trăm tỷ mỗi năm để trợ cấp cho các thiên thạch khổng lồ rơi vào trái đất. Đó chính là điều mà các bạn đang làm. Con khủng long này là thành quả của công nghệ CGI mô phỏng hình ảnh bằng máy tính, được diễn viên Jack Black lồng tiếng. Các nhà sản xuất video này cho biết, lựa chọn một nhân vật khủng long như vậy là một sáng tạo thú vị. Với chú khủng long Frankie, chúng tôi muốn cái gì đó khác biệt, lôi cuốn hơn và đem tới thông điệp sâu sắc. Một cuộc khủng hoảng đang hiện hữu và chúng ta phải hành động, phải tìm ra các giải pháp. Chúng ta biết là mình cần phải làm gì và chúng ta có thể làm được. Hiện video này đã được dịch ra 35 thứ tiếng để tiếp cận được nhiều người xem hơn.